Nga Channel xin chào cả các bạn nha. Hôm nay Ngân Nga sẽ qua cho các bạn xem về cây hoa lan bầu rượu nha các bạn. Hoa lan bầu rượu này là thuộc dòng địa lan đó các bạn. Chỉ trồng ở dưới đất thôi chứ không có trồng ở trên cao như các loại lan khác nên mình gọi là địa lan đó các bạn. Ông xã mình mua là mua cái ổ nhỏ đây nè các bạn, mua cụ nhỏ này cũng như mua cái cụ nhỏ này. Nhưng mà về một thời gian sau là ra cái cụ lớn này các bạn ơi. Hoa lan bầu rượu này là mình trồng bằng phân dê, phân bò với lại là ít vỏ thông này các bạn. Đây là vỏ thông. Phân dê, phân bò mình bỏ ở dưới này các bạn. Phân dê này các bạn. Đó, có một ít phân tan chậm, phân hóa học, phân tan chậm đó các bạn. À, phân tan chậm mình bỏ ở trong này nó tan chậm chậm đó các bạn. Cái này là mình mua của hoa lan rừng, lan rừng sáu bầu nha các bạn. Anh đó là chuyên đi rừng đó các bạn. Anh đó là đi rừng rồi về bán. Các bạn có mua thì cứ vào lan rừng sáu bầu là sẽ có, dễ mua lắm các bạn, cũng rẻ. Chào anh Lan rừng sáu bầu nha. Nếu vào kênh em coi thì sẽ thấy là hôm nay anh bán cho em một năm ngó thì hôm nay đã có bông này anh sáu bầu. Đó. Đã có bông rồi ạ. Anh nhìn lên bông đẹp không anh sáu bầu? Cái này là cái vòi này nè các bạn. Từ lúc nó lên để nó nở hoa tới đây là các bạn, đó là một tháng đó các bạn, là một tháng. Hoa này nè các bạn, hoa này là đây đây các bạn. Hai cây này là hai loại hoa khác nhau. Hoa này thì nó ít tím hơn, còn cái hoa này khi ra mới ra nó màu trắng nhưng mà thời gian sau là nó tím hết nè các bạn. Các bạn thấy cái nụ nó ra còn này các bạn, còn nhiều lắm các bạn. Nó nở từ từ đó các bạn ơi. Nó nở chậm lắm. Nhưng mà hoa lan này đó, các bạn. Đó, nó cái này là nó nở lâu rồi cho nên là cái cánh dưới này nó màu tím. Hai bên cái cánh hai bên đây là nó cũng đã màu tím đó các bạn. Nó chuyển sang lần lần rồi các bạn ơi. Còn cây này là nó màu trắng, nó ra nó không có tím nhiều như là cái cây đó các bạn, cây thấp này nè, là nó tím ít hơn, nó không có tím hết cánh luôn, hết cánh dưới đó các bạn. Còn những cái nụ này là mình cũng không biết là nó sẽ nở hết ra tới ngọn này không là mình thì cũng không biết nữa các bạn. Nhưng mà mình thấy là hoa này nở là thấy chơi lâu các bạn ơi. Đó các bạn nhìn kìa. Những cánh hoa này nó rất là đẹp. Nhìn nó mỏng manh này thôi nhưng mà nhìn nó đẹp không các bạn. Đó. Đây là những cái chùm nụ của nó các bạn. Đây là chùm nụ của nó. Hoa này là nó nở lâu nên nó màu tím. Còn hoa này là nó màu trắng. Hai cái củ này là hai bông nó khác nhau nha các bạn. Còn cái lá nó thì nó cũng giống cái lá dừa các bạn. Nó cũng giống cái lá dừa mà nó to hơn lá dừa. Đây là những lá là bị côn trùng nó chích đó các bạn. Mình cũng ra mình bắt được kịp thời cho nên là nó cũng cắn được vài lỗ rồi các bạn, không là nó cắn hết luôn. Khi mà nó ra hoa thì mình thấy các cái lá của nó là bị héo, nó bị vàng, nó hơi vàng nè các bạn. Các bạn nhìn nó bị vàng này, cái lá này nó héo nhiều là ông xã của mình cắt đi, cắt nó, cắt mấy cái khúc lá đó các bạn. Nó bị úa vàng, bắt đầu là nó đen mấy cái chỗ này cho nên là mình phải cắt đi đó các bạn. Các bạn nhìn cái vòi hoa nó lên nè, cái vòi hoa nó lên, cái vòi này vòi thấp.
cái mắt của cái vòi hoa thì nó cách nhau khoảng 10 10 phân nha các bạn. Đó các bạn. À, mắt cách mắt của là 10 phân. Từ cái mắt này cách cái mắt kia là 10 phân các bạn. Mình đo là khoảng 10 10 phân các bạn ơi. Đó các bạn. Còn mỗi cái hoa ra là có một cái lá nó bờ ở dưới cái cành hoa này các bạn. Đó các bạn. Đó. Cái lá nó bờ dưới cành hoa. Và cái này là cái vòi hoa lên là nó có cái long long đó các bạn. Nó long long nó long long này rất là nhẹ chữ R nó không có đau các bạn ơi. Cái này mình thấy uổng lắm các bạn. Do là ông xã mình cũng mới mua trồng cho nên là cũng chưa biết là cái cách chăm sóc cắt nước cho nên là nó nở sớm đó các bạn ơi. Nếu mà biết cách cắt nước thì hôm nay thì nó chưa nở đâu các bạn, mà hôm do là mình cứ mình tưới miết chưa biết cách cắt nước á cho nên là nó nở. Nó nở sớm các bạn. Mình hy vọng là mấy củ còn lại ở dưới vườn kia là sau này là nó sẽ nở đúng với dịp Tết Nguyên Đán đó các bạn. Bạn nhìn cái hoa nó kìa. Hoa này là màu trắng nhiều hơn còn hoa kia là màu tím nhiều hơn. Mình mua cùng một lần đó các bạn, cùng một chỗ. Mà hai củ này là nó có hai màu khác nhau nha các bạn. Ra nó có hai màu. Nhìn cái vòi hoa thích lắm các bạn. Đây ạ. Nhìn vòi hoa rất là thích. Nhìn những cánh hoa nó đung đưa theo gió các bạn. Mình hy vọng là nó sẽ nở hết những cái vòi hoa này, nó ra nó nở tới cái đầu ngọn luôn nha các bạn. Đó các bạn nhìn cái đầu hoa nữa này còn nhiều hoa lắm mà không biết là nó có nở ra tới đầu ngọn không, do là mình cũng mới trồng. Hoa này nhìn nó mỏng manh nhưng mà đẹp các bạn ơi. Nhìn cánh hoa rất là mỏng. Đấy các bạn nhìn kìa. Mỏng. Nhưng mà mình thấy là nó nở lâu đó các bạn. Nó lâu tàn. Cái này chơi cũng lâu các bạn. Từ lúc nở cho tới bây giờ là nửa tháng rồi đó các bạn. Mà mình thấy hoa nó vẫn cứng cáp. Đó các bạn, những cánh hoa nó đu đưa theo gió, trong gió đó nhưng mà nó vẫn đẹp các bạn, nó vẫn dù là mỏng manh nhưng mà vẫn rất là cứng cứng cáp trong gió. Không có bị gục ngã trong gió các bạn. Đó các bạn. Cái này là mình trồng bằng chậu nhựa nha các bạn. Bằng chậu nhựa cho nên là sau này để mình dễ tách ra cái này nè các bạn, mình dễ tách ra cái chậu này, mình lấy ra mình tách ra thành được một chậu nữa. Là lúc đó nó sẽ ra thêm củ mới và nó sẽ có hoa đây các bạn. Còn cái củ này là cái củ nguyên thủy của nó ở trong rừng là mình mua về này các bạn. Nó là nó ra hoa trong đó rồi cho nên mình về nó ra
cái củ này và nó ra hoa đó các bạn. Củ nhỏ này là trong rừng có hoa rồi này các bạn, là mình mua năm ngói đó, là về là nó ra củ này đó các bạn thấy. Vài lá đơn sơ thôi nhưng mà cái vòi hoa nó ra là ra từ bên cái một bên của cái củ đó các bạn. Đó là các bạn, một bên của củ này đó. Hôm nay là mình thấy là lâu tàn rồi các bạn, mình mong sao những cái củ còn lại ở dưới kia mình ở đúng dịp Tết là ok luôn các bạn ơi. Và video của mình cũng xin kết thúc ở đây nha các bạn. Video của mình xin kết thúc ở đây. Xin chào tất cả các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau nha các bạn.